ngày 22 tháng 12 của Ban Cử đã cho tự do. Thêm người bị bắt với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ủy ban bảo vệ ký giả lên tiếng vụ Việt Nam bắt nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Ông Đinh La Thăng nhận thêm án 10 năm tù dù nói không làm gì sai. Hôm 22 tháng 12, 2020, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Bình với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bà Lê Thị Bình có nick Facebook là Ngọc Lan Cần Thơ, là em gái của cựu tù nhân lương tâm Lê Minh Thể, bị án tù 2 năm với cùng tội danh và vừa mãn hạn tù hồi tháng 10 năm nay. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ năm ngày sau vụ tạm giam nhà báo Trương Châu Hữu Danh, cũng tại Cần Thơ và cùng tội danh nêu trên anh Nguyễn Chí Thành, con của bà Lê Thị Bình kể lại vụ việc bà Bình bị bắt giữ với Đài Á Châu Tự Do. Cái đó là mẹ đang đi công việc, mẹ đang giao cà phê gì đó rồi bị chặn lại. Rồi nó đem đi rồi cái anh mời chở mẹ em đi em mới gọi mới nói là mẹ em bị bắt rồi. Cái, cái lúc mà em về nhà thì là có một tớp công an với một ông bẻ khóa với là một cái bài đó vô rồi lục nhà tung lên cho người bể hình đồ này kia rồi người ta kêu em ký vô cái giấy là kiểm soát nhà có mẹ em uh, chứng kiến, em tưởng là mẹ em uh, bà có nhà rồi em mới ký, rồi mới đi rồi hay sao đó em mới ký vô lúc đó là chưa có ai gọi thông báo gì cho em mẹ em bị bắt hết trơn á. Theo anh Thành, bà Lê Thị Bình hiện bị giam ở trại tạm giam Công an thành phố Cần Thơ mà người dân hay gọi là trại giam Long Tuyền. Người nhà chưa nhận được giấy tờ gì liên quan đến vụ bắt giữ bà Bình, mặc dù báo chí nhà nước cho hay quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Ông Lê Minh Thể cũng cho hay từ khi ông mãn án tù đã về căn dặn em gái mình đừng tiếp tục chia sẻ thông tin gì để gây bất lợi, ông kể. Vâng, tức là nó cũng không có, tại vì tôi trước đây tôi về thì tôi cũng có chửi nó rất là nhiều lần. Tôi nói bảo là bây giờ cái chuyện đó là tao lên livestream tao bị bắt đi tù còn chúng này á bây giờ cái trang livestream mày thôi dẹp đi đừng có chia sẻ đừng có gọi là bàn đúng cái gì nữa tôi cũng dặn nó thế tôi bảo là mẹ đây là cái gì hiểu ấy, thì nói còn không hiểu thì thôi hoặc là karaoke nó kia vớ vẩn thôi còn đừng có a à du a à à, à, thì đó tức là nó cũng hay nó cũng hay đi làm phước làm đức ví dụ như nó thấy ai nói vào cái chỗ này khó khăn thì mình làm cái nọ làm cái kia thì người ta rủ thì nó đi thì, thì nó, nó làm Mạng báo Dinh ngày 22 tháng 12 cũng cho biết cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở bị can thu giữ nhiều tài liệu có nội dung bị cho là liên quan tới việc gọi là chống phá đảng nhà nước. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ vào ngày 21 tháng 12 ra thông cáo kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Trương Châu Hữu Danh, hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông này. Thông cáo báo chí của CPJ phát đi từ Bangkok cho biết, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành bắt giam ông Trương Châu Hữu Danh hôm ngày 17 tháng 12 vừa qua. Ông Danh là cựu phóng viên một số báo nhà nước Việt Nam trước đây. Ông cũng là người đồng sáng lập và cộng tác cho báo sạch. Đây là một kênh thông tin dựa trên nền tảng Facebook. Cáo trạng mà Công an Cần Thơ đưa ra đối với ông Trương Châu Hữu Danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam, nếu bị kết tội mức án đối mặt là 7 năm tù giam. Viện kiểm sát nhân dân Cần Thơ còn cho biết ông Danh sẽ bị tạm giam 3 tháng để điều tra. Ông Son Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á được dẫn lời rằng, Việt Nam cần phải ngưng ngay tình trạng sách nhiễu đối với các nhà báo độc lập sử dụng Facebook để đưa tin tức đi. Mạng báo sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook. Báo này đưa tin về những vụ phản đối, các trạm thu phí phi pháp. Báo sạch cũng đưa tin hình ảnh những quan chức nhà nước bị bắt bởi dính liếu đến các dự án bẩn đó. CPJ gửi yêu cầu đến trang chủ Bộ Công an Việt Nam đề nghị bình luận về việc bắt giữ nhà báo Trương Châu Hữu Danh nhưng chưa nhận được trả lời. Công an thành phố Cần Thơ sau 5 ngày tiến hành bắt ông Trương Châu Hữu Danh, vào ngày 21 tháng 12 ra thông báo và gửi đến người thân của ông ta về việc này. Người thân của ông Danh được nói ngủ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông Danh hiện bị tạm giam tại trại giam công an thành phố Cần Thơ. Cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tiếp tục nhận thêm hình phạt 10 năm tù giam vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020 trong vụ án sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước đó, ông Thăng bị tuyên hai bản án 18 năm tù giam và 13 năm tù giam với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn dầu khí Việt Nam BVN và nhà máy nhiệt điện Thái Bình II. Cụ ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản, năm nay 60 tuổi, nếu không có gì thay đổi sẽ phải ngồi tù thêm ít nhất 30 năm nữa. Trong phần tự bào chữa, ông nói không làm gì sai và đề nghị hãy đối xử với tôi như các bộ trưởng khác và như những người bình thường. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin và cho biết 19 bị cáo khác bị tuyên các bản án khác nhau như Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hạ, Úc Trọng, Phó tổng giám đốc công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng bị tuyên án trung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 13 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là trung thân. Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, 4 năm 6 tháng tù. Ông Dương Tuấn Minh, tổng giám đốc công ty Cửu Long, 4 năm tù. Tòa án cũng phán quyết bị cáo Đinh Ngọc Hà phải giao nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước 728 tỷ đồng do lừa đảo trục lợi mà có. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đại cho Tự Do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an